Trong hai ngày 12 và ngày 13 tháng 7 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 30. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 29 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật. Cảnh cáo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các đồng chí Nguyễn Đức Quyền, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Hồi, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đào Vũ Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn, Vũ Đình Sinh, Đào Trọng Quy, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, khiển trách Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 và các đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lương Tất Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sầm Sơn, Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và các đồng chí Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Thị Thìn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Đăng Quyền, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hoàng Văn Hùng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trịnh Hữu Hùng, Hoàng Sĩ Bình, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng và đảng viên có liên quan theo thẩm quyền. Xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy đồng chí Nguyễn Thanh Trì, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, bao che cho cán bộ cấp dưới nhận hối lộ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành thanh tra. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thanh Trì. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí, cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý tại các tỉnh Sơn La, Ninh Bình, Kon Tum. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản của đảng và kê khai tài sản thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, phát huy ưu điểm, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát, trọng tâm là kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và những vấn đề nổi cộm bức xúc trong xã hội. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác. Hôm nay, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo tại hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là tham mưu kịp thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đáp ứng tiến độ chỉ đạo theo đúng kế hoạch, yêu cầu của Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tích cực triển khai xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tham mưu tổ chức thành công hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, chủ trì biên tập xuất bản, tổ chức lễ ra mắt cuốn sách, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương sẽ tập trung tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan liên quan hoàn thiện trình ký ban hành quy định về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Bám sát tiến độ các vụ án, vụ việc, chủ động nghiên cứu tham mưu sâu hơn nữa đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến về các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Chiều nay tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thực tiễn sau gần 15 năm thực hiện luật giao thông đường bộ năm 2008 cho thấy nhiều quy định của luật đã bộc lộ những hạn chế bất cập, không đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý trong lĩnh vực này. Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được nêu trong tờ trình của Chính phủ và cho rằng việc tách các nội dung của luật giao thông đường bộ năm 2008 để xây dựng hai dự án luật, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ là cần thiết để quy định đầy đủ cụ thể về từng lĩnh vực. Việc xây dựng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để quy định đầy đủ chuyên sâu về trật tự an toàn giao thông đường bộ, thể chế hóa chủ trương chỉ đạo của Đảng, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn hiện nay, khắc phục những bất cập khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phòng ngừa tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, phát hiện và xử lý vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, có ý kiến băn khoăn về việc tách luật vì cho rằng sẽ khó khăn cho việc áp dụng, ảnh hưởng đến công tác quản lý, sắp xếp tổ chức, bộ máy. Trong phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo luật đường bộ. Sáng nay, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2023. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và phát biểu. 6 tháng đầu năm 2023, ngành tài chính đã chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Nổi bật có chính sách về thuế phí, đến nay đã miễn giảm, gia hạn trên 70.000 tỷ đồng tiền thuế, phí và tiền thuế đất, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và kiểm soát lạm phát. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thu chi ngân sách nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ về tài khoá nhưng không ảnh hưởng đến an toàn nợ công quốc gia, triển khai các biện pháp quản lý, điều hành giá, bình ổn giá là đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu do nhà nước định giá. Khẩn trương xử lý thực chất những tồn tại bất cập của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm và thị trường chứng khoán cũng như vận hành sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 7 năm 2023, đặc biệt đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và người dân.